Hello chào mọi người, trong quá trình chat của mình, chúng ta đến với một game là Dreamfarer. Hiện tại thì mình đang không muốn chơi tiếp game Hello Charlotte F2. Mình mua game rồi, nhưng mà mình chưa... Để vì nó là tiếng Anh ý, nên mình lười. Và game này có nhiều bạn bảo mình chơi vì nó đã... Và hiện tại nó Việt hóa rồi. Thế tại sao mình không chơi game được Việt hóa thay vì game tiếng Anh nhỉ? Chắc là sau game này mình sẽ tiếp tục Hello Charlotte thôi, các bạn phải lo. Rồi, chúng ta vào game rồi. Đấy. What? Phải nhấn Enter à? Không phải Z à? Khác hẳn với những game RPG. Ok. Ok, nó sẽ tốt hơn nếu mà cố gắng thử lấy cái kết khúc thực sự sau khi mà xem tất cả những extra contents thứ và bonus ở sau, kiểu bonus ấy. Những cái câu giải đố có vẻ khá rất là đơn giản, tất cả mọi người đều có thể giải nó. Một số đồ sẽ không thể nào mà tự sử dụng một cách tự động được. Game có những hình ảnh lóa phát à những cái kia lóa mắt và ở trong nói chung đánh lạc hướng hay sao kiểu contrast kiểu nó sẽ gây hại mắt và có một số khoảng cách nó khá là giật mình à, đáng sợ à. Hãy đọc phần readme mình đã đọc rồi đấy, không sao cả. Ok, shift để chạy, A để thay đổi tầm nhìn, X là để cancel để ngừng lại và space là để ok, X là để tương tác, còn ABCXZ là để di chuyển. Rồi, hỏi ABC mà là cái phím chuột ấy. Rồi. Câu chuyện và thế giới của nó là không có thật. Có 5 kết thúc của trong game và cái phòng phụ sỉ được được mở khi mà bạn có được kết thúc thực sự hoặc là một cái kết thúc hạnh phúc tệ hoặc là bạn đã thực hiện và đã thu được 10 ngôi sao. Tất cả những bức tranh ở trong game, đó là tất cả những cái hình ảnh ở trong game, đồ họa trong game đều là bản gốc và đừng có sửa giờ chúng chúng. Hãy đưa những cái lỗi lên trang blog của chúng tôi. Những fan art và những video let's play được chào đón. Yay, mình được làm. Hãy tôn trọng người sản xuất game, nhân vật và tất cả mọi người. Tức là mình không được ghét những cái nhân vật, tức là mình không được chửi cho cái thằng nhân vật nó kiểu quá là badass hoặc là kiểu nó vào nó phá game à. Have fun. Sẽ cố gắng have fun. Nếu mà nó không tự dưng nó nhảy ra và chửi, nó dọa mình. Mộng du là một dạng rối loạn giấc ngủ mà người ta đi lại trong giấc ngủ. Tiếng Việt rồi, tuyệt vời quá. Fuck. Trong khi đó du hành trong mơ là tình trạng một người có thể du hành qua các giấc mơ trong khi hoàn toàn tỉnh táo. Trong tương lai, rất lâu sau này, giấc mơ được xem như là một căn bệnh. Một căn bệnh tâm thần. Shit. Giấc mơ chẳng có giá trị gì. Con người ngày càng trở nên duy lý và vô cảm cùng với sự phát triển của công nghệ. Giấc mơ bị cấm đoán. Từ đó, rất nhiều loại thuốc dùng để tiêu diệt giấc mơ được ra đời. Đợi tí, trước đó thì mình nghe nhạc là rất là quen. Và mình hy vọng không bị ăn bản quyền ở trên YouTube. Còn đêm hết. Hay thậm chí là vaccine. Vì thế, trong những đêm đen, những giấc mơ đẹp đẽ đã bị mất, giống như những ngôi sao. Không còn sự tưởng tượng hay những giấc mơ. Tôi không cần những giấc mơ. Tôi ngủ. Và trong một giấc mơ, tôi thức dậy. Hey, hello, nhân vật là nữ à? Hay là nam đấy? Hay là drag? Nữ. Polaris, mình. Mình đang mơ sao? Để xuống vực được không? Mình cần phải tỉnh lại. Vì đây là một giấc mơ. Ôi trời, em đang làm gì thế? Ai vậy? Chào anh, và game này kiểu 2D à? Kiểu... không phải 2D mà kiểu dạng dạng, nó khác hẳn ý. Kiểu... em sẽ không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra nếu em nhảy khỏi vách đá rồi đâu. Hả? Em tưởng em có thể tỉnh dậy nếu em chết trong giấc mơ. Ừ đúng rồi, nhiều lúc mình đang mơ mình thấy mình nhảy tòa nhà cao tầng xuống và bụp bụp phát, giật cả mình. Không, không phải như vậy đâu. Trước kia, anh cũng nghĩ như vậy. Và nó gây cho anh rất nhiều rắc rối. Lúc đó anh đã bị dịch chuyển đến một nơi vô cùng kỳ lạ. Nhưng ngay cả khi đây là một giấc mơ của em, em tự giết mình để rời khỏi à? Giấc mơ không phải là thứ mà mọi ngày em đều có. Thôi không sao, anh biết cách rời khỏi đây. Em có muốn biết cách rời khỏi đây không? Vì đây là giấc mơ của anh mà. What? Tại sao em lại ở trong giấc mơ của anh? Thật sự đẹp đấy. Có thể do giấc mơ của chúng ta giao thoa với nhau.
Ồ, ok. Thấy không? Khi em lên được đỉnh của tòa tháp đó, em có thể trở về thực tại. Không, không phải, không được dùng sử dụng từ ngữ quá là tệ. Cảm ơn anh. Vì mình cảm giác cái này sẽ giống hệt cái one shot là mình phải làm một đống nhiệm vụ ở trên đường. Khoan đã, em định đi một mình à? Có chuyện gì sao? Có thể sẽ nguy hiểm nếu có một cô bé như em đi một mình. Hãy để anh hộ tống em. Anh một câu chuyện cần làm ở đó. Em thấy sao? Anh ta trông không giống một kẻ xấu, nhưng cái áo bệnh viện của anh ta có vẻ khả nghi. Mình có thể tin tưởng anh ta không? Vừa mới vào game mà đã bắt mình phải làm lựa chọn. Nó là một cái thứ không ổn thế nào. Nhưng thôi tin người đi. Được rồi, hãy đi cùng nhau. À, anh quên tự giới thiệu. À, thằng này còn chưa giới thiệu mà. Không sao đâu, em biết rồi. Sao cơ? Chính là cô anh có ghi rồi. Amon, giường 2, phòng 201, bệnh viện tâm thần số 1. Thằng này thật tâm thần à? Sao mẹ đồng ý đi với nó? Chắc là vậy rồi. Có tên của em? Polaris. Ồ, là sao Bắc Cực đúng không? Thật là cái tên đẹp. Bây giờ chúng ta đã là bạn, biết tên của nhau. Tâm thần thật. Em có thể gọi anh là Amon. Chúng ta đi thôi, thưa chú. Chú? Anh không nghĩ mình già đến thế đâu. Được rồi, đi thôi, Paris. Từ góc nhìn có thể được thay đổi. Nhấn A để chuyển góc nhìn từ Paris sang Amon. Ok. Một số thứ sẽ khác nhau vì nhiều lý do. Tức thằng kia bị tâm thần à? Và nó sẽ khác nhau à? Ok, đã hiểu rõ 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 rõ. Mình xem mình có là interact được với cái này không? Có mấy con sứa ở đây. Oh. Wait. Oh. Thú vị nhỉ. Nó rất ấm. À, đây là sếp. À, mình sếp thế nào nhỉ? What? System. Quẩy game này khó. À, mình cứ quen X và Z. Thế nên là mình không điều khiển được nó à? What? Sao mình xếp được? À, đây. Mình đã chưa quen điều khiển trong cái này thì cái này dùng space thay vì dùng XZ mà. Thế nên mình hơi bị công nhận cái thằng này lạ, cái người tạo ra game phải hơi lạ. Tại vì RPG lúc nào chả để XZ và A và đúng không nhỉ? Nên mình đổi sang thằng này nó khác gì không? Yo Amon, holy shit khác hẳn này. Yo, cây đèn cây nhỏ. Chào buổi tối. Ao, cô gái dễ thương được kế bên cậu là ai vậy? Một cô bé đang mơ. Tớ có thể chơi với cô ấy không? Tớ đoán thế. Nhưng có vẻ cô ấy không thể thấy cậu. Tâm thần thật. Thật là tiếc. Tớ muốn được chơi với bọn trẻ. Chúng thật dễ thương. Nhưng không sao, Amon cũng dễ thương nữa. Cậu đã ở trong giấc mơ 2 năm rồi. Vui khi được nhìn thấy cậu chạy loanh quanh mỗi ngày. Đó có phải là một lời khen? Chép. Thưa anh, A nói chuyện với ai vậy? Với đèn cầy, nghe em thấy đấy. Wow, đèn cầy không biết nói chuyện. Nhưng tớ thì biết, tớ có thể nói, hay thậm chí là hát. Mọi thứ đều có thể khi ở trong giấc mơ. Em có muốn thử không? Thử gì? Nhắm mắt lại. Có một con sứa đang bay trước mặt em, tưởng tượng như thế ở một góc xa. Hãy thử đi. Anh nghĩ đây là gì hiếm đối với em. Wow, magic. Oh, chỉ là sứa thật này. Wow. À, sao lại có thể? Em thấy không? Không thể nào. Sứa làm sao có thể bay được trong không khí? Chúng biến mất rồi. Em chỉ thấy được những thứ mà em tin ở trong giấc mơ. Tin rằng chúng tồn tại. Tức là phải tin thì nó mới xuất hiện à? Em không cần chúng. Được rồi, đi thôi. Nhưng em sẽ không ngạc nhiên khi lần tới anh nói chuyện với như trong giấc mơ. Được rồi. Xin chào, xin chào. Bạn có muốn nghe mình hát không? Mình hát đây, la 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 la. Bố thằng bệnh. Oh shit, hình như mình vừa không tôn trọng nhân vật trong game. Mình có bị sao, bị phạt không? Ok, tôi không sao. Tạm thời nghĩ là mình cứ đổi hai bên này với nhau đi. Oh.
sách bot vẫn quen rét quá. Một hộp sáp màu cũ đã được dùng khá nhiều. Ok, có rất nhiều tạp chí cũ ở trên kệ và có một mảnh giấy kỳ lạ nằm giữa chúng. Xem qua, nó nói rằng màu đỏ là màu của sự ấm áp và niềm đam mê. Có lẽ nó sẽ luôn được xem là như thế. Tuy nhiên, ở một thế giới đảo, ở một thế đảo ngược, có thể màu lại sẽ lại sự ấm áp cho những trái tim băng giá. Ok. Help me, I'm so cold. Trên màn là bức tranh chưa được hoàn thành. Ok. Màu đỏ là màu của ấm áp. Tại sao người đó lại thấy lạnh? Làm gì đó? Nhìn nó vậy. Đó là bức tranh vẽ bằng sáp màu. Màu nóng được dùng khá nhiều. Cái này nó kiểu hơi bị chậm ấy. Cái dòng chữ nó thể hiện từ từ mà mình không skip được ấy. Thế nên mình khá khó chịu cả cái này. Không biết có ai có cách nào skip được nhỉ? Tô màu đi. Đỏ. Và cái ở đó nó không thể tô được. Tức là không được tô thêm màu đỏ nữa. Giúp tôi thật lạnh. Đây là một dạng nhiệm vụ đấy à? Đã nào có thể cái nào skip này nhanh hơn được không nhỉ? À, nhớ space. Space nhanh hơn à? Chạm vào nó. Mình không hướng chạm vào chỗ nào. Không nhớ space không được. Tay mình có thể bị bẩn. Tức là tô màu khác thôi mà. Màu đỏ là màu ấm. Tại sao người đó lại là... Tức là mình phải tô màu nó. Mình thử tô màu xanh lục đi. Ơ, ngạc nhiên. Bức tranh đã thay đổi. Nhận được một ngôi sao. Ây, là mau. Mình được một cái rồi. Tức là nếu mình thu thập đủ 10 ngôi sao, mình có thể mở được cái chuen. Cái ghế này có vẻ không còn vững. Ờ ha. Rồi, nếu mình đổi sang thằng này có gì khác không? What? Hay đấy. Cái bánh được trang trí bằng nhiều màu dễ thương. Mọi thứ đều trông có vẻ rất ngon lành. Đó là những con rắn trong một cái lọ. Mình không muốn lại gần chúng. Okay. Đặc biệt hôm nay kẹo táo. À, hôm nay cảm giác đây. Một cái kệ giống, không có gì ở trên đó. Mình có thể sửa cái ghế này, mình lấy xem sao không? Ở thôi kệ đi, thằng này mà. Chào chị rắn, tóc toàn rắn. Snake Bot, chào buổi sáng. Ai và cô bé ở đó, em muốn gì? Đừng dọa cô bé, em ấy không thể hiểu được cô. Còn cậu, mấy mình nhé. Tôi không đói. Tại sao mà thằng này kiểu lạnh lùng nhỉ? Thật là tiếc. Hơi ghê khi nghĩ về cách mà Snake Bot làm bánh mì. What? Vẻ mặt ghê tởm của cậu là sao? Không, 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 làm gì có. Được rồi, thật ra tôi muốn nhờ cậu một việc. Cậu có thể xin lũ ong một ít mật chứ? Tôi đang định làm một ít kẹo táo, nhưng lại hết mật ong rồi. Tại sao cô không tự đi mà hỏi? Tôi phải đi qua vườn hoa để gặp bọn ong. Cậu biết tôi bị dị ứng với phấn hoa mà. Đúng vậy, tóc của cô cũng hắt hơi. Mà cô cắn phải lưỡi của mình bị độc bởi chính độc vào cổ cô và ngất xỉu. Tôi còn nhớ vụ đó. Tôi sẽ nổi giận nếu cậu cứ nói. Tốt hơn là mình nên câm miệng lại. Vậy, cậu có thể giúp tôi chứ? Được. Chắc là được đi. Được, tôi còn có thể nói gì chứ? Tuyệt vời. Tôi biết là cậu là một người không biết từ chối. Nhưng không sao nếu cậu không tìm được một ông. Cứ nói cho tôi biết. Hiss. Tôi làm rất nhiều kẹo hôm nay. Như mọi ngày. Tôi đang đợi mật ong của cậu. Tôi đang tìm chúng. Chúng không bao giờ được bán. Thật á? À, bây giờ nó hết là nhiệm vụ rồi. Game này có cách nào để skip hội thoại không nhỉ? Có game mình chơi nó không cho skip hội thoại. Item nào nào. Không có gì cả. Ok. Có gì mình thì không, chắc là không còn đâu. Đấy, nếu anh đổi sang con này. Mọi thứ vẫn bình thường. Nó như con rắn trong một cái lọ. Mình không có lại gần chúng. Ok. Một bông hồng và một quý cô.
Tức là nếu mình không chọn đi theo thằng này ngay từ đầu có chuyện thì sao? Chắc nó vẫn ép mình phải đi theo nhỉ? Những loại cây mà mình không biết tên. Đây hoa hồng mà, đúng không? Tại sao lại không phải chứ? Một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Nhưng tại sao nó lại to như thế? Vì nó đấy. Lazy Lady Rose. Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Thật là một người khó tính. Tức là mình có thể đi qua chỗ này không? Mình không đi qua được. Fine. Những loại cây mình không biết tên. Rồi, cứ đi thẳng đi. Đây là một con ong. Và đây là một con người. Tôi ước mình có thể chơi trong khu vườn. Tại sao lại không? Tôi không thể. Quý cô hoa hồng là một người rất khó tính. Cô ấy sẽ nổi giận với tôi. Đúng vậy. Cô ấy thật khó gần. Cô có một ít mật ong nào không? Một người bạn của tôi đang cần nó ngay bây giờ. Đúng vậy, là Snake Pot. Tôi chỉ ăn mật ong thôi. Cô là ong mà. Nhưng chú ong sống ở đằng kia sẽ có mật đấy. Tôi có thể nó, nhưng tôi sợ chúng sẽ đốt chết tôi nếu tôi xin. À, tôi nghĩ này. Nếu cô xin được cục hoa hồng để tôi chơi trong vườn, tôi sẽ xin mật ong cho cậu. Nếu không phải việc dễ dàng, đều không phải việc dễ dàng. Được rồi. Tuyệt, nhanh lên. Tôi nghĩ cậu có thể làm được. Cái okay. Cái này mình sợ được quá nhiều tương tác mình. Thì hàng xóm của cô có một yêu cầu nhỏ về khu vườn. Không, không, không thể nào. Đi đi. Làm ơn mà, chỉ một chút thôi. Tôi không muốn nghe, tôi sẽ không cho cậu vào vườn rồi cậu nói gì. Thất bại rồi. Tức là mình phải có gì đó để giúp con hoa hồng. Tôi đang cố làm việc đó. Nhưng tôi đang đợi tin tốt từ cậu. Đừng bỏ cuộc. Fine. Mình không thể đối phó được với lũ ong. Nếu mình đổi sang con này sao? Mình tưởng con này nhân vật chính ấy, nó phải là cái gì chứ? Nó dễ thương. Nhưng sao nó lại to như thế? Chắc chắn có rất nhiều mật ong trong tổ ong. Úi, mình có đi được. Nó có tối. Mình không thể thấy gì. Sao thằng này lại thấy sếp ở đấy? Yo. Chào buổi sáng, đèn cây nhỏ. Cậu thấy em của tôi không? À, thằng bé ngốc nghếch đó giữ cánh tay tôi. Nhưng không bao giờ nhớ cha mang trả tôi. Ông nó chắc bị cháy hết cả rồi. Cả hai người đều có óc đèn cầy. Bởi họ là đèn cầy. Sao mình không... Sao con này nữa không thấy cái gì nhỉ? Nó quá tối. Không thể thấy gì. Là một người đang mơ sao? Không, tớ chỉ là một người chăn cừu. Wow, tớ có thể thấy cậu. Dĩ nhiên, ánh mắt của cậu có thể nhìn thấy không? Như mắt của tớ. Wow. Chào buổi tối. Chào buổi tối, đã khá lâu gì? Đây phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu dễ thương hơn nhiều khi cậu còn nhỏ. Tớ chỉ đùa thôi. Cô bé đó là ai? Cậu ấy có vẻ nhút nhát. Nhưng mà cậu có nhìn thấy chú chó của tớ không? Cậu có chó à? Cả mấy năm rồi. Nhưng nó thường hay tự chạy mất. Cậu ấy thì tớ nó giúp tớ không? Chắc rồi. Cảm ơn cậu, mình nhận 3 nhiệm vụ rồi mà mình chưa hoàn thành một cái nhiệm vụ nào. Uầy. Ở đây con vịt à? Bọn này nó đeo mặt. Bọn này thì thành kiều. Thằng này thì thành kiều hết. Còn lũ này nó thành cái đống gì ý? Đây là sói à? Có chuyện gì vậy? Những loài vật trong nông trại này thật kỳ lạ. Tại sao một con chó lại mặc đồ cừu? Xin lỗi, mọi thứ anh thấy đều là cừu. Nhưng nó là một con chó, em có nghe nó sủa. Được rồi, chúng ta tìm được nó. Chúng ta đã tìm được nó. Tức là mình tìm được chó trong đống cừu này à? Cậu cũng là một người đang mơ sao? À, mình hiểu rồi. Tức là mình phải thay đổi hành động giữa hai đứa này.
thì mình mới tìm được những cái thứ cần thiết giữa chiếc manh mối mà hai đứa này cung cấp. Và nếu mình giúp thằng này mình có được cái gì không? Tớ trước đó mình muốn đi hết con đường nữa. Mình được bộ ngôi sao rồi, mình có xếp được không nhỉ? System. What? Không có xếp à? Nghĩa là mình phải tìm được cần đấy thì mình mới được xếp. Nó có thể quay lại để tiếp tục. Một số đồ vật sẽ tự động trả lại cho chủ của chúng. Ok. Tiếp tục đi. Chúng ta đến rồi. Chỉ cần đi lên thôi sao? Đúng vậy. Được rồi. Anh sẽ tự đi một mình. Chắc rồi. Từ đây em sẽ ổn. Chúc may mắn. What? Cứ đi mãi như thế này. Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ hòa nhập được với thế giới trong mơ. Cứ đi mãi sau đó tỉnh lại, trở lại với thực tế ảm đạm. Cứ lặp lại như thế mỗi ngày, lớn lên, già đi và cuối cùng là chết. Không có gì thay đổi. What? Ê, con này tỉnh lại rồi, mình hoàn thành game rồi, sao game ngắn thế à? Có vẻ như là tôi đã có một giấc mơ tiếng Anh. Ơ, bạn Viên Hóa ơi, game nào mình chơi của bạn vẫn phải có mấy chỗ bạn không dịch hết thế. Ok, không sao đâu, mình cũng không ý đâu, bạn đã dịch là đã tốt rồi. Là mình ngu tiếng Anh mà, chơi game bạn là vui rồi. Nhưng mà đôi lúc mình cũng phải hơi buồn thật. Mình không thể nhớ bất kỳ cái gì cả. Quên nó đi, nó chỉ là giấc mơ thôi. Ngày tiếp theo, mình sẽ nên đi tìm bác sĩ. Ừ thì giấc mơ thì thường tỉnh dậy mình chỉ nhớ được 30% giấc mơ thôi. Còn lại thì quên sạch. Tại vì theo khoa học đã nói thế. Đấy, hết game rồi á. Ai, mình không cần những giấc mơ trước đó. Ôi dồi ôi, bắt em đập ngay vào mặt mình. Fuck you. Fuck you. Mày cần phải đập vào mặt tao thế à? Yay, bắt em. Tôi sẽ yêu đời quá. Tức là đây bắt em 2 đúng không? Tôi có bắt em 1. Một cái normal end, một cái bad happy end và một cái true end. Tức là còn 4 cái ending như thế. Ok. Và mình được một cái rồi, còn 4 cái nữa. Sao mình ngay tập đầu đã bị ăn nát em rồi, bọn nó đối xử với mình. Mà mình chả hiểu sao mình không hoàn thành hết nhiệm vụ của nó, mình lại chạy thẳng vào đây làm gì nhỉ? Mà nhạc này mình nghe quen lắm ý. Mình có cảm giác mình đã từng nghe nó rồi, có bị bản quyền đúng không? Mà nghe hay thật. Mà nhìn cái này nó cảm giác mình cũng giống như ở cái game Dreaming Mary. Đúng rồi, game này giống cái game đấy. Dream Mary là mấy cái hình đồ họa cuối này. Nó giống hệt Dream Mary luôn. Vì nó cũng có mấy phần đắc như này. Úi dồi, sao nhìn thằng này như một bác sĩ tâm thần điên ấy. Cái hình ảnh cuối này. Chúc ngủ ngon. Game mà hết luôn à? Ok, không tự tắt. Ok, vậy thì mình sẽ hoàn thành, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo của Dream Fairer. Và mình rất là ức chế cái game này. Bye bye.